Good morning. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên chương trình ITL Podcast được xuất bản vào 8:30 buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền thông nội bộ nhóm ITL Family. Các bạn thân mến, ngôn từ thì đã xuất hiện từ khi chúng ta bắt đầu quá trình xây dựng ý thức, trở thành phương tiện để diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc của bản thân và đồng thời chúng còn là công cụ giao tiếp giữa người với người. Nếu như mà chúng ta biết cách tận dụng sức mạnh của ngôn từ thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Hãy cùng tìm hiểu điều này trong chủ đề podcast ngày hôm nay nhé. Và chủ đề podcast ngày hôm nay của chúng ta là sức mạnh ngôn từ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Có thể là bạn không chú ý, nhưng mà những từ ngữ tiêu cực có thể rút cạn năng lượng của bạn khi bạn sử dụng chúng quá nhiều. Đó là lý do vì sao mà khi chúng ta than vãn bằng những từ như là mệt mỏi, chán nản, bạn cũng sẽ tự động mất hết tinh thần làm việc. Chính vì vậy, nguồn năng lượng tích cực hay là tiêu cực trong ngôn từ cũng tác động rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có được sức mạnh từ chính lời ăn tiếng nói hàng ngày của mình. Thế nên đừng có dùng những từ ngữ quá tiêu cực để chúng trở thành cái cảm xúc cai trị bản thân của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta hãy tận dụng sức mạnh của ngôn từ, biến chúng thành chìa khóa thành công cho cuộc sống của mình. Cái đầu tiên mà bạn có thể làm để tận dụng sức mạnh ngôn từ đó là mở rộng vốn từ vựng của bản thân. Tiếng Việt thì nổi tiếng với kho từ vựng phong phú mỗi ngày, nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta chỉ dùng một vài những cái từ ngữ quen thuộc thôi. Việc thiếu hụt vốn từ vựng cũng sẽ khiến chúng ta không hiểu trọn vẹn được cảm xúc của mình và người khác. Với vốn từ vựng phong phú thì chúng ta sẽ có khả năng diễn đạt, nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Thay vì dùng từ hạnh phúc chẳng hạn để miêu tả cái trạng thái vui vẻ, thì bạn có thể tìm kiếm những từ ngữ miêu tả cụ thể hơn như là sung sướng, mãn nguyện, phấn khởi và hân hoan. Đó, thông qua đó thì người khác có thể hiểu rõ hơn về những gì bạn đang muốn thể hiện và đồng thời cũng có thể giúp cho bạn giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Phương pháp mở rộng vốn từ mà được nhiều người đề cử nhất ấy, thì đó là cái việc đọc. Việc đọc thì không chỉ giúp bạn thu hoạch thêm nhiều từ vựng mới lạ mà nó còn giúp bạn hiểu được cái ngữ cảnh để khi mà sử dụng chúng một cách có thể chính xác hơn. Khi bắt gặp một từ vựng mới lạ nào đấy thì bạn có thể thấy hay, bạn nên là take note lại trong điện thoại hoặc là ghi chép vào sổ tay nếu như mà bạn có thể. Đó, hãy cố gắng áp dụng những cái từ vựng đấy vào trong cuộc sống của chính mình, hãy áp dụng vào trong những cái tình huống giao tiếp cụ thể của mình để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đó, khi mà bạn đã mở rộng vốn từ của mình rồi á, thì bạn cần phải hiểu được sức mạnh của ngôn từ. Bạn sẽ không thể nào mà tận dụng được sức mạnh của ngôn từ nếu như mà chưa hiểu rõ về nó. Đó, như đã đề cập ở bên trên thì nếu như bạn sử dụng những từ ngữ tiêu cực, cuộc sống của bạn sẽ trở nên bế tắc và ảm đạm hơn. Ngược lại với những cái từ ngữ tiêu cực thì những từ ngữ tích cực sẽ khiến cho cuộc sống của bạn vui tươi và thăng hoa hơn nhiều. Sức mạnh của ngôn từ còn to lớn hơn nữa khi mà nó không chỉ thay đổi bản thân mà còn tác động đến những người xung quanh nữa. Đã bao giờ mà bạn rơi nước mắt khi đọc một áng văn buồn, bật cười khi nghe thấy lời nói đùa của ai đấy, tràn đầy năng lượng trước những câu nói truyền cảm hứng? Đó, tất cả những điều đó đều là sức mạnh của ngôn từ. Chúng không chỉ là một cái công cụ để chúng ta giao tiếp hàng ngày, bày tỏ tâm tư tình cảm hay là miêu tả cái sự vật nào đấy, mà thực chất chúng ta có thể dùng ngôn từ như là một liều thuốc chữa lành nỗi đau. Nhưng cũng có những người chọn biến chúng thành những cái lưỡi dao bén nhọn làm tổn thương tâm hồn của người khác. Cái này thì tùy thuộc vào lựa chọn của chúng ta thôi. Tiếp theo thì hãy chú ý đến những cái người phê bình thầm lặng ở trong mỗi chúng ta này. Người phê bình thầm lặng mà mình nhắc đến ở đây á, thì không phải là những cái người xung quanh mà luôn luôn phàn nàn với bạn, mà thực chất thì đó chính là tòa án lương tâm ở trong bạn. Tòa án lương tâm ở đây là nơi mà phơi bày, phê phán những cái lỗi sai mà bạn mắc phải, nhưng mà nó cũng chính là cái nơi mà khen ngợi bạn khi là bạn làm được cái việc tốt gì đấy. Đừng cố gắng bỏ ngoài tai tiếng nói của tòa án lương tâm, bởi vì đó chính là những chân lý, những lẽ phải giúp cho chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn. Nếu bạn lắng nghe thật kỹ cái tiếng nói bên trong mình thì chắc chắn là ngày càng bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn. Đừng bao giờ để tòa án lương tâm im lặng, thay vào đấy hãy nuôi dưỡng nó bằng những việc làm hữu ích để nó luôn luôn dành những lời khen ngợi cho bạn. Khi mà nhận được những lời tán thưởng từ tòa án lương tâm như là bạn thật giỏi, bạn thông minh, bạn sáng tạo và bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, hẳn là bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều năng lượng tích cực và tiếp tục hành động để thay đổi bản thân của mình. Việc tiếp theo bạn có thể làm đó là thay đổi những cái câu hỏi mà bạn thường đặt ra cho bản thân. Có đôi lúc khi mà gặp phải những vấn đề nan giải hay là bản thân rơi vào trạng thái chán nản, bạn thường phủ nhận bản thân mình bằng những câu nói như là mình không làm được việc này đâu. Và đây cũng chính là lý do mà bạn mãi không hoàn thành được công việc của mình. Đừng để bản thân đầu hàng ngay cả trước khi lâm trận. Hãy thay đổi những cái lời phủ nhận ấy thành những câu khẳng định như là mình có thể làm được, hoặc là tự tiếp thêm năng lượng cho bản thân bằng cách tự vấn rằng là hôm nay thì mình sẽ làm việc gì trước đây.
tự hỏi bản thân, tự đưa ra đáp án và mang câu trả lời ấy vào một bản kế hoạch áp dụng vào cuộc sống. Ngày qua ngày, bạn sẽ nhận thấy là mình trở thành một người tốt đẹp hơn, dần dần chạm được đến những thành công và ước mơ của mình nhờ vào những điều nhỏ nhặt ấy. Hãy xem trách nhiệm là đặc quyền. Thay vì phải nói là mình phải làm việc gì đó, thì bạn nên nói rằng là mình nên hoặc là mình hãy làm điều gì đó. Vì từ phải mang đến cho mình cảm giác ép buộc, khiến bạn cảm thấy áp lực và nặng nề hơn. Ngược lại thì từ nên sẽ giúp bạn có cảm giác như đây là một điều gì đó rất là thú vị và mình may mắn có được, không còn nhìn thấy cái gánh nặng và trách nhiệm ở trên vai nữa. Với cái từ hãy thì nó lại truyền lửa cho bạn, như là một kêu gọi, như một lời kêu gọi, bạn nhanh chóng bắt tay và làm công việc của mình. Vậy nên khi áp dụng những cái mẹo nhỏ này vào lối nói chuyện thường ngày, bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ và cách trải nghiệm của mình đối với cái công việc, không còn cảm giác quá nặng nề và gây áp lực cho bản thân. Đừng có nản lòng khi mà chưa đạt được kết quả như bản thân mong đợi. Hãy cứ từng bước luyện tập, rồi cuộc sống của bạn sẽ dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chỉ phản hồi chứ đừng phản ứng gay gắt. Đây lại là một cái mẹo nhỏ khác nữa. Chúng ta có thể nhận lấy cái tổn thương nếu như mà phản ứng gay gắt trước một tình huống nào đó. Chẳng hạn như khi bạn không ngại ngần buông lời sát muối vào trái tim người khác, chỉ để cái cơn giận dữ ở trong mình bộc phát ra. Đó khiến khi mà ngọn lửa lụi tàn dần ấy, cái ngọn lửa giận của bạn ở trong lòng nó lụi tàn dần, thì bạn sẽ nhận ra là cái hành động của mình đã làm nó gây tổn thương như thế nào đối với người khác. Và điều đó chắc chắn là không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cả. Thay vì phản ứng ngay lập tức trước lời nói và hành động của ai đấy, thì chúng ta nên dành thời gian để nhìn nhận, sau đó đưa ra phản hồi tỉnh táo nhất. Việc lập tức phản ứng trước cơn nóng giận, không thể kiểm soát lý trí của mình là một hành động sai lầm và có thể khiến bạn hối hận về sau. Hãy cố gắng áp chế cái kích động của mình, dùng khoảng thời gian suy nghĩ này để làm dịu bớt cơn giận nhất thời, giúp bạn xem xét vấn đề một cách chín chắn hơn. Từ đó bạn có thể đưa ra, từ đó bạn có thể sử dụng sức mạnh của ngôn từ để đưa ra một cách phản hồi tốt nhất. Vâng, và đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng chủ đề podcast ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho các ITLers để có thể áp dụng vào quá trình làm việc và phát triển bản thân tốt hơn. Hãy lắng nghe, suy nghiệm và để lại bình luận đóng góp cho chương trình nhé. Hẹn gặp lại các ITLers trong các chủ đề podcast tiếp theo. Bye bye!